Hello, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình phá cái đầu tiên nha. Let's go. Ok. Continue. Có một cô gái đang chuẩn bị đẻ một đứa con. Wow. If you need my help, just say a word. Hình như cô ta cũng bị zombie cắn vào người rồi. She can turn anytime. I know, but we need to save the child. It's her last wish. It's a boy. How should we name him? Rồi mình sẽ đặt tên cho cô bé này, cậu bé này. And how is his mother? She didn't look well. She disappeared. Watch out! Wow. Đây chính là bà mẹ. Bà ta đã bị zombie cắn rồi. Oh my gosh. Cháu mình phải bảo vệ cậu bé này thôi. Nhập vai vào anh chàng này. Let's go. Chuẩn luôn. Có tự nhiên. Hai con zombie nữa thôi là mình sẽ hoàn thành được. Ok. Có một tựa game khá là hay và một tựa game khá là ý nghĩa. Rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. Let's go. Rất là nhiều. Giờ mình sẽ đi đâu đây? Vào trong này tìm cái gì đó. Đây rồi, cánh cửa đây rồi. Đây là thuốc độc. Khí độc. Phải tìm cách giải mã và mở cánh cửa kia ra. Mình sẽ phải tìm. Wow. Quá khỏe vậy. Oh my god. Đây rồi. Rồi, let's go. Chuẩn thôi. Có lại sống.
Ok. Bắt buộc lại phải đi tìm tiếp cái chỗ xung quanh đó xem có cái gì để mở cái này không. Mình sẽ lên đây. Let's go. Đây rồi. Không cần gì. Đi theo hướng mũi tên. Thằng chàng này rất là trâu luôn. Có con đều quái rất là to. Ok, let's go. Sau đây không có gì. Một chiếc cỗ máy. Sau đó thì mình sẽ ra ngoài. Đó, các bạn cứ đi theo hướng mũi tên này và làm theo hướng dẫn của mũi tên. Rồi các bạn đi và làm theo hướng dẫn của game. Sau đó các bạn sẽ lên tường ải 1. Đây, một anh chàng. Không phải. Rồi đi hướng này. Quay vào đây. Ok. Cánh cửa này nó mở ra. Rồi, và sang một map khác. Ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang game thứ 3, Zombie. Let's go. Zombie, Alachi. Mình sẽ vào lại con này. Từ game này cũng rất là nhiều bạn trẻ chơi nhá. Tựa game này thì nó có ở trên cả online, trên các trang web online đều có hết. Đây là một tựa game rất là nhẹ, cho nên là các bạn chơi có thể ở trên iPad, điện thoại hay là trên những trang web, trên PC. Ok, let's go. So let's go. Level 2. Okay, let's go. Sauce.
Boom. Get this done. Ở đây tiêu diệt thôi. Mình sẽ phải tiêu diệt anh chàng này. Moving. Rồi các bạn xây dựng thêm cho mình những ngôi nhà mới. Let's go. Lên level 2 rồi. Continue. Ok. Đó các bạn cứ chờ thôi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Dear Chica. Oh my gosh. Okay. Rồi, và mình sẽ sang tới game thứ 5, Dear Trigger. Let's go. Wow.
Wow, rất là đông. Down for the count. Khá là dài. Rất là xa luôn. Ok.
Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếng Anh tiếp theo. Let's go. Tựa game này thì nó là một tựa game 3D và nó hơi nặng một chút, cho nên các bạn khi vào game này các bạn phải đợi một chút nha. Và tựa game này chơi cũng rất là hay. Ok, giờ xuống nào. Rồi, mình sẽ đi theo cái đường này. Đây là đường gì đây? Octo needs you to clear this area and neutralize all hostile agents. Eliminate the enemy team. Trouble up ahead. Eliminate the enemy and get into position. Tiêu diệt. Enemies inbound. Let's move. Each of you is equipped with a core ability. Use yours now. Your core ability charges when you contribute to the battle. Đây là tự em, đây là đầu tiên phần giới thiệu và các bạn chơi sẽ như thế. Đó, nó rất là hay. Rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. Deer Run. Let's go. Ok. Let's go. Wow, mình mất một chút máu rồi. Thank you.
Let's go. Rất là đông luôn. Rất nhiều zombie. Ok, đã sờ một. Rồi và bây giờ thì các bạn cùng mình khám phá từ cái tiếp theo nha. Walking Dead. Đây là một tựa game khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Và tựa game này thì các bạn chỉ cần tìm tòi rồi chơi thôi. Và cái nội dung tựa game này rất là bắt mắt và hay. Các bạn có thể download và chơi cùng mình. Đây là một tựa game khá là dài. Chapter 3. Continue. Let's go. Và mình đang ở chapter 3. Đang trong một ngôi nhà. Man. Người toàn máu me luôn. Hi there. Cô gái này thì đang là người bình thường. Yes. Yes. It's okay. I think she was a monster. I think so too. You've been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. I think that might be a little while, you know? Oh. Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then. What should we do now? We need to find help before it gets dark. Yeah, it's not safe at night. Let's go. Stay close to me. Let's go. Rồi, bắt đầu zoom ra ngoài. Cô gái này vẫn đang buồn về trong ngôi nhà này. Bố mẹ cô ta thì biến thành zombie. Rồi mình sẽ đi. Rồi các bạn di chuyển. Anh chàng này thì vẫn đang bị đau chân cho nên di chuyển rất là chậm. Mình sẽ đi cùng cô gái này. Ra đây. Oh man, I ain't never getting home to mama at this rate. This sucks. Well, it's hot dish night. Mở ra và làm quen thôi. Yeah. What's the matter? Should I stay? What? I don't want to sleep in the treehouse tonight, but I don't know if I should leave. What if my parents come home? I don't know. Neither do I. Let's go somewhere safe that's close, okay? That's a good idea. Let's go. Hey, man! Holy shit! Don't eat us! We're not gonna hurt you. Yeah. Thought for a second you and the little one were both gonna give us the chomp. Do you know what the hell this is? No idea. So you've seen them then? Wow. Đây là bạn của anh chàng này. I'm Sean. Sean Green. Lee, this is Clementine. Có thể là chắc là ghép cùng với hai anh chàng này đi cùng. I'm Chet. Làm quen rồi. We shouldn't be out in the open like this. How about you help us clear the way, and we'll take you and your daughter out of here and down to my family's farm. Yeah, yeah, okay. It should be safer there. I'm not a dad. I'm a neighbor. Her parents are out of town. Let's get going. Staying put for too long is a mistake. What do you want to do? I... 5240. The monster's coming. We gotta go. Gặp zombie. Chạy thôi. Leave quick. Let's go. Ok,
Were any of those guys neighbors too? Đó, lá thoát vào đây và đi tiếp tục tiếp diễn. Đây là một tựa game khá hay nhá, các bạn nhá. Họ có thể đào về và chơi cùng mình. Số ok và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.